Xin chào các bác, hôm nay em kỹ thuật phóng bên âm thanh V17. Hôm nay đang có mặt tại quán karaoke Samai Club. Các bác có thể theo dõi được trước. Bên em đã nắp phòng này từ trong năm trước. Hôm nay em đến xuống sau một thời gian hoạt động. Hôm nay em xuống tút tát lại và căn chỉnh lại một tí cho các bác. Tại vì sau khi hoạt động được gần một năm, thời gian của cái mảng loa các bác nhé, nó có sự co giãn và mình cần căn chỉnh lại cho phù hợp với ok hơn, căn chỉnh ok hơn. Các bác cùng em theo em vào chân phòng VIP 1, em sẽ test lại chất âm còn một lòng sử dụng. Đợt đấy bên em đang lắp bác cấu hình 4 phòng đây, toàn là dùng sản phẩm Dato của anh, full Dato. Đây, điếc sụ kép Dato anh, vang Dato G9. Mời các bác trải nghiệm chất mic từ một năm trước bên em đã setup, rất vẫn là ok các bác nhé. Nếu chiều nay nỡ hẹn không về 6 7 2 1 2 6 7 vẫn khá ok các bạn. Cần một giờ em căn chỉnh em một tí là ok. 1 2 5 6 7 trải nghiệm mà nha. Phòng cái vai quá nhá. Phòng này hôm qua khách bay nhảy đến 5 giờ sáng các bạn. Bác chủ mệt quá và chưa dọn được. Chết đầm. Lật 1 2 5 6 7 Hôm nay em đi một mình. Thì là không có anh em nào quay, nên là mình thì em quay một đoạn ngắn quá xem thôi. Chạy theo đường tình mới nấu như giờ đây đã phai màu.